Xin kính chào quý vị khán giả của audio trọn bộ truyện ngôn tình. Trong hôm giờ quen thuộc ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện với tập tiếp theo của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần y ở rể qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi nghe thấy câu nói của Phan Lâm, Lý Ái Vân vẫn không hiểu được câu này của Phan Lâm có nghĩa là gì, hơn nữa trong tình huống này, Phan Lâm có thể làm gì đây? Đánh bại tất cả những người này sao? Sao có thể chứ? Tường đang đóng phim sao? Anh cũng không có năng lực đó, đã không thể đánh lại bọn họ, Phan Lâm còn có thể đối phó với tình huống nguy hiểm này như thế nào đây? Cô hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lại, nhưng thật khó. Lúc này Văn Lâm bước tới, nhẹ giọng nói. Những người tham dự bữa tiệc này, hẳn là nhà đầu tư và cổ đông tham dự dự án quận Thanh Sơn. Ồ, cái tên nhà quê này cũng biết dự án của chúng tôi sao? Sợ rằng cậu cũng không biết dự án của chúng tôi lớn đến mức độ nào đâu, có phải không? Đồ ngốc, cậu hỏi cái này làm cái gì? Sao nào, cũng muốn đầu tư sao? Muốn đầu tư 500 hay một triệu đây? <laughs> Quên đi, Nghe nói cái thứ rác rưởi này còn không trả nổi tiền taxi, chỉ sợ đến 500 ngàn cũng không có. Đúng là phế vật, ngu xuẩn. Những người khách xung quanh phá lên cười, ngay cả những người tiếp đãi và nhân viên phục vụ cũng không khỏi không che miệng cười thầm. Trong xã hội này, chỉ cần chịu làm thì sẽ không bao giờ chết đói. Loại người tay chân khỏe mạnh nhưng lại dựa vào phụ nữ để nuôi thân như thế này thì đúng là đáng bị che cười phan lâm trở thành trò cười của quần chúng sắc mặt của lý ái vân xấu đi cô kéo cánh tay của anh muốn rời khỏi đây nhưng không thể động đậy đương nhiên không chỉ là cổ đông mà còn có bạn bè của hàn gia chúng tôi phan lâm mọi người ở đây đều không thể tiếp xúc với một người như anh loại người như anh còn không đủ tư cách để đứng ở đây anh nên hiểu rõ địa vị của mình đi ngay cả nhà họ lý cũng coi thường anh là đồ rác rưởi anh dựa vào đâu mà đấu lại Hàn Trung tôi chứ? Dựa vào đâu? Hàn Trung liếc mắt nói, lúc này anh ta cũng không kiêng rẻ gì nữa. Tuy nhiên, Phan Lâm sắc mặt không chút thay đổi nói. Dựa vào tôi là cổ đông lớn nhất của dự án quận Thanh Sơn. Dựa vào bây giờ tôi có thể tống cổ tất cả mọi người ở đây ra khỏi hội trường này. Lời vừa dứt, mọi người đều im lặng. Sau đó, tiếng cười nói ở Mỹ vang lên, cả sành tiệc như muốn nổ tung. Các khách mời liên tục cười ngây dại. Người ôm bụng cười, người cười ra nước mắt, người cười lăn xuống cả nền đất. Không có ai có thể giữ được bình tĩnh vào lúc này. Có lẽ đây là lời nói đùa hay nhất mà bọn họ từng nghe trong đời. Anh đang nói cái gì vậy? Anh là cổ đông lớn nhất của dự án này sao? <cười> Tức cười chết đi được. Nếu anh là cổ đông lớn nhất của dự án này, thì tôi chính là người khởi xướng dự án này. Đừng có đùa như vậy chứ. Hàn thiếu ra, Sao cậu lại mời một kẻ thích ảo tưởng sức mạnh vào đây cơ chứ? Đuổi hắn ra ngoài đi. Lý Ái Vân, đầu của chồng cô có phải là bị hỏng rồi không? Ngu như vậy, cô còn cần hắn làm cái gì chứ? Sao không chọn hàn thiếu gia của chúng tôi mà lại chọn cái tên rác rưởi này? Lý Ái Vân, tôi nghĩ đầu óc của cô cũng có vấn đề đấy. Tiếng chế diễu, trầm biếm ở hiện trường vang lên như pháo nổ. Trong mắt của ai nấy đều hiện lên ý cười cùng sự khinh thường lý ái vân sắc mặt lạnh như băng cả người run lên cô cảm thấy mình giống như là một chú hề nhưng cô lại không thể phản kháng ngược lại phan lâm vẫn bình tĩnh anh ta thậm chí còn ngồi xuống ghế và uống một ngụm rượu vang đỏ sau đó với tay lấy ra một tờ giấy gấp ở trong túi và trải chúng lên trên bàn tiếng cười nói của những người xung quanh dần dần nhỏ lại đây là cái gì có người nhịn không được hỏi hợp đồng giải ước Phan Lâm ngồi xuống uống một ngụm nữa rồi nói. Chỉ cần các người ký tên vào bản hợp đồng này, dự án quận Thanh Sơn không liên quan gì đến các người nữa. Nghe đến đây, nhiều người lại phá lên cười, thậm chí có người còn chừng mắt nhìn Phan Lâm. Làm cả nửa ngày, tôi cảm thấy người này như bị thiểu năng vậy. Một người mặc vest lắc đầu cười. Hàn thiếu ra, đừng lãng phí thời gian với loại người này, tống cổ hắn đi đi. Một người đàn ông trung niên đột nhiên nói, Lần này ngay cả Lý Ái Vân cũng không hiểu được, cô nhìn Văn Lâm với ánh mắt ngờ vực, "Bà ơi, có khi nào cậu ta bị đả kích lớn quá nên phát điên rồi không?" Lý Mẫn nghiêng người thận trọng nói với lão Thái Thái, "Có điên thì cũng không liên quan gì đến chúng ta, qua khỏi hôm nay, Ái Vân sẽ thuộc về nhà họ Hàn, không có quan hệ gì đến Văn Lâm. Hôm nay cậu ta phải cút khỏi nhà Ái Vân." Lão Thái Thái khẽ nói, "Nói cũng phải, từ hôm nay Hàn Trung sẽ là em rể của con. Đệ tứ thiếu gia của Giang Thành là em rể của con. Wow, vừa nghĩ tới đã thấy hưng phấn rồi. Ngày tốt của nhà họ Lý sắp đến rồi. Người nhà họ Lý kích động mong đợi. Bọn họ đã thành công bám víu được một cây đại thụ như nhà họ Hàn. Một bước lên mây bây giờ đã không còn là điều gì quá xa vời đối với bọn họ. Hàn Trung cũng nghe được lời này của nhà họ Lý, khóe miệng hắn nhếch lên trong mắt lộ ra vẻ khinh thường, cười thầm trong bụng. Một đám ngu ngốc, vì thiếu gia này chỉ muốn đùa giỡn với Lý Ái Vân thôi, vậy mà còn tưởng rằng bồn thiếu gia sẽ cưới cô ta sao? Hừ, sao có thể để một người phụ nữ đã qua một đời chồng trở thành vợ của ta được chứ? Môn không đăng, hộ không đối. Đương nhiên, lời này vẫn chưa thể nào nói ra, dẫu sao anh ta vẫn chưa chiếm được người phụ nữ đó. Anh ta liếc mắt nhìn Phan Lâm nói, thật sự hiếm thấy cậu chuẩn bị hợp đồng như vậy phan lâm cậu đặc biệt tới đây chấm dứt hợp đồng với mọi người sao <laughs> đúng phan lâm gật đầu tiếng cười trở nên giòn rã hơn phan lâm sao có thể có hợp đồng như vậy chứ không có nghi ngờ gì nữa hợp đồng của anh ta căn bản là giả mạo mọi người đều suy nghĩ như vậy tốt thôi ký là được chứ gì một người đàn ông hói đầu mỉm cười đi tới rất hợp tác cầm cây bút mà phan lâm đặt bên cạnh bàn viết tên của anh ta lên đó. Sau đó chế nhạo. Giám đốc Lâm, anh hài lòng chưa? Không tệ. Phan Lâm đàng hoàng gật đầu. Tiếp theo. Anh ta vẫn còn tiếp tục giả bộ kìa. Được. Vậy thì chơi với thằng ngu này. Tôi ký. Tôi cũng ký. Vui chết đi được. Không khí vô cùng vui vẻ. Cả sành tiệc đều hân hoan. Lý Ái Vân có chút bất lực đứng nhìn. Cô không thể hiểu được hành vi của Phan Lâm. Cô thậm chí còn tự hỏi. Phan Lâm thật sự có phải không chịu nổi tất cả những chuyện này Bị đả kích đến nỗi Tư duy của anh trở nên không bình thường Ái Vân Tên ngốc như thế này Còn gì đáng để lưu luyến nữa Hàn Trung bước tới chiều mến nói Tôi theo đuổi cô bao nhiêu năm rồi Tâm ý của tôi Cô vẫn không hiểu sao Người con gái xinh đẹp ưu tú như cô Không thể để lãng phí vào một tên vô dụng như anh ta được Cô vốn dĩ nên thuộc về tôi Chấp nhận tôi đi Ái Vân Hàn Trung nói xong, muốn vươn tay nắm lấy tay của Lý Ái Vân, nhưng Lý Ái Vân lại thu tay lại theo bản năng, lùi lại mấy bước. Hàn Trung sầm mặt lại. Ái Vân, lão thái thái rất tức giận. Xin lỗi, bản nội, Hàn thiếu gia, tôi đã kết hôn rồi, xin các người hãy tôn trọng tôi. Lý Ái Vân thì thào, cô vô cùng băn khoăn, lúc này cô hoàn toàn không có chỗ dựa nào cả. Hàn Trung nheo mắt lại, ánh mắt lộ vẻ tàn nhẫn. Được lắm, được lắm. Lý Ái Vân, đừng nói Hàn Trung tôi không cho cô cơ hội, là cô ép buộc tôi. Hàn Trung nhếch mép xua tay. Ra tay, kéo tên Phan Lâm vô dụng đó ra ngoài, đánh gãy hai chân cho tôi. Không, cứ đánh ở đây, trước mặt mọi người, đánh gãy chân hắn cho tôi. Vâng, Hàn thiếu ra. Hai vệ sĩ đi tới. Anh đang làm cái gì vậy? Anh bị điên sao? Lý Ái Vân sừng sốt, lập tức đứng càn trước mặt Phan Lâm, run dày nói. Hàn Trung, nếu anh dám làm vậy, tôi sẽ gọi cảnh sát. Đợi cảnh sát đến, hai chân của anh ta đã bị gãy rồi. Tất nhiên, tôi sẽ chịu mọi trách nhiệm. Nhưng đối với tôi mà nói, cùng lắm thì chỉ bồi thường chút tiền thôi. Bồn thiếu gia thiếu tiền lắm sao? Dự án này mang lại lợi nhuận cho bồn thiếu gia, phải nói là trên bạc tỷ. Hàn Trung kiêu ngạo nói. Anh... Lý Ai Vân tức giận đò bừng mặt. Chỉ cần cô ngoan ngoãn theo tôi vào trong phòng uống rượu, tôi liền thả hắn đi hàn trung cười nói lý ái vân cô còn không qua đó nhà họ lý chúng tôi sẽ cắt đứt mọi quan hệ đối với cô lão thái thái cũng bắt đầu hét lên áp lực từ hai phía lý ái vân cảm thấy vô cùng tuyệt vọng nhưng vào lúc này phan lâm phía sau đột nhiên lên tiếng hàn trung dự án này đã không còn liên quan gì đến anh nữa tới ký đi còn thiếu mình anh thôi đồ ngốc chơi nghiện tới như vậy sao một tờ giấy nát ký cái gì mà ký anh thật sự cho rằng anh là người phụ trách dự án này sao? Tưởng bản thân mình là thân phận gì chứ? Hàn Trung tức giận đến mất kiên nhẫn, trực tiếp vẫy vẫy tay. Đánh cho tôi! Vâng! Hai vệ sĩ vội vàng chạy tới ngay lập tức. Dừng lại! Đúng lúc này, một tiếng hét lớn vang lên từ lối vào của sảnh tiệc. Mọi người nhìn sang thì thấy vài bóng người xuất hiện ở cửa. Khi nhìn rõ những người này, tất cả mọi người đều sừng sốt. Là Lê Tổng sao? cuối cùng Lê tổng cũng đã đến. Chào Lê tổng. Nào nào nào, Lê tổng, hôm nay chúng ta phải cùng uống một ly. Các vị khách hớt hải chạy đến, nhiệt tình vây xung quanh người vừa mới đến, nhưng người đó chẳng để ý đến ai, trực tiếp đi tới chỗ Phan Lâm, khẽ cúi đầu, "Lâm tiên sinh, thật xin lỗi, tôi đến muộn." Nhìn thấy cảnh tượng này, mọi người ở đó dường như nín thở, rất nhiều người cúi gằm mặt xuống đất. Chuyện này là sao đây? mọi người cảm thấy bối rối ngờ vực không sao dù sao bọn họ cũng đã ký vào rồi chỉ còn thiếu có hàn trung thôi anh bảo anh ta mau chóng ký vào đi phan lâm đưa tờ giấy bị nhào nát sang nói người đó cầm lấy cẩn thận sau đó xoay người đối diện với hàn trung đang thang thốt nói hàn trung ký tên vào đi hàn trung ngây người nhìn bàn hợp đồng lê Tổng, chuyện chuyện gì đang xảy ra vậy hợp đồng này là thật không đây là hợp đồng chấm dứt do tôi tự mình soạn. Lẽ nào là già sao? Người này bình tĩnh nói. Sau khi thảo luận với nhóm dự án của chúng tôi, chúng tôi đã quyết định chấm dứt hợp đồng với tất cả các nhà đầu tư. Hợp đồng này đã có hiệu lực pháp luật và đã được ký kết trước đó. Kể từ giờ phút này, người đã ký tên vào sẽ không liên quan gì đến dự án quận Thanh Sơn. Hàn Trung, bây giờ chỉ còn thiếu mỗi anh thôi. Cái gì? Mọi người đều thất kinh hồn vía. Sao lại có chuyện này chứ? Hàn Chung mở to hai mắt, dùn dày chỉ vào Phan Lâm, tên rác rưởi đó, sao, sao lại có được hợp đồng này? Với lại, tại sao lại hủy hợp đồng với những nhà đầu tư như chúng tôi chứ? Các người điên rồi sao? Không có cổ phần của chúng tôi, nhà họ Lê các người căn bản là không thể hoàn thành dự án này. Anh nhầm rồi. Người đó lắc đầu và nói, chúng tôi có đủ tiền để bắt đầu dự án này vì Lâm Tiên Sinh đã cung cấp cho chúng tôi một khoản tiền rất lớn. Là ý gì chứ? hàn trung run rẩy hỏi ý nghĩa rất đơn giản người đó nói lâm tiên sinh đã thiết lập quan hệ hợp tác với chúng tôi vào sáng nay và đã trở thành cổ đông lớn nhất và duy nhất của dự án này các người đã bị khai trừ khỏi dự án này rồi lời này vừa dứt cả sành tiệc không một tiếng động cả sành tiệc kinh ngạc không ai là không biết tôi người đó tên là lê tấn an đại thiếu gia của nhà họ lê và nhà họ lê chính là người khởi xướng dự án này bởi vì đặc thù của dự án và địa vị của gia tộc nhà họ lê trong tổ dự án bọn họ có quyền quyết định chủ đầu tư cho dù chấm dứt hợp đồng bọn họ cũng chỉ cần bồi thường một ít tiền thiệt hại dự án lần này chủ yếu là sự hợp tác giữa nhà họ hàn và nhà họ lê là một trong bốn gia tộc lớn ở giang thành nhà họ hàn được chọn không chỉ vì có thể mang lại đủ vốn và số nhà đầu tư cho dự án mà còn giải quyết được nhiều vấn đề rắc rối và các bộ phận liên quan cho nhà họ lê loại dự án này phải giải quyết cả theo nghĩa trắng và nghĩa đen khó có thể phát triển nếu không có sức mạnh địa phương hỗ trợ nhà họ lê không phải là thế lực ở giang thành cho nên đương nhiên phải hợp tác với hàn gia vì vậy lão thái thái mới kiên quyết trông mong nịnh vợ nhà họ hàn chỉ cần hàn chung gật đầu nhà họ lý chắc chắn có thể nhận được một phần ích lợi nhưng bây giờ lê tấn an thực sự đã buộc một cước đá bay tất cả mọi người bao gồm cả nhà họ hàn ra ngoài anh ta điên rồi sao hơn nữa ý của anh ta là gì đây Phản lầm trở thành cổ đông lớn nhất của dự án này sao ngay cả mơ thì cũng không dám tim của mọi người như đập loạn xạ một ông chủ vội vàng lấy trong túi ra viên thuốc giảm đau tim cấp tốc nhét vào miệng để tránh bệnh tim tái phát cả sành tiệc im lặng bất kể là ai đều bị câu nói đó của lê tấn an làm cho thất kinh hồn vía hàn thiếu gia người này là ai vậy nhà họ lý sừng sốt hỏi chẳng lẽ anh ta là diễn viên do phan lâm mời đến diễn tuồng sao phan lâm cậu còn thuê cả diễn viên đóng phim sao cái tên phế vật này còn ở đây nằm mơ giữa ban ngày sao lý ngọc quang không nhìn được mà hét lên những người này chưa từng gặp lê tấn an nhưng hàn trung thì đã gặp anh ta hàn trung sắc mặt căng thẳng lạnh lùng hỏi tấn an thiếu gia anh nói nghiêm túc sao anh có biết tên phan lâm này là ai không hắn chỉ là con rể của gia tộc hàng ba suốt ngày chỉ biết dựa dẫm vào nữ nhân thứ vô dụng này làm sao có thể trở thành cổ đông lớn nhất của dự án quận thanh sơn chứ anh có phải là bị điên rồi không không chỉ Hàn Trung nghĩ như vậy mà tất cả mọi người có mặt ở đây cũng nghĩ như vậy. Phan lầm là hạng người gì mọi người đều đã được nghe kể. Một đứa con rẻ vô dụng, một người như vậy lại bỗng nhiên trở thành cổ đông lớn nhất của dự án quận Thanh Sơn sao? Đúng là chuyện nực cười trong thiên hạ, dù có trúng 10 tờ vé số độc đắc, anh ta cũng không thể có nhiều tiền như vậy để mua cổ phiếu có đúng không? xét cho cùng, dự án ở quận Thanh Sơn liên quan đến công viên giải trí, thủy cung, chung cư cao cấp và trung tâm mua sắm lớn. Khoản đầu tư vào đây có đến hàng trăm tỷ. Phan Lâm dù có giàu cỡ nào cũng tuyệt đối không thể ngốn hết một mình. Không, phải nói là cho dù cả Giang Thành hay tỉnh Giang Nam, không ai có thể đảm nhận nổi dự án này một mình. Thái độ của Lê Tấn An rất rõ ràng và kiên quyết anh ta vỗ vào hợp đồng trên bàn. Hàn Trung, mặc kệ cậu có tin hay không, hợp đồng ở đây cậu ký cũng được, không ký cũng được. Tóm lại, dự án này không liên quan gì đến tập đoàn Hàn Thị. Hàn Trung thở gấp, những người xung quanh cuối cùng cũng nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự tình. Những người đã ký tên vào hợp đồng vô cùng hoảng sợ. Chuyện này có phải là Lê Tiên Sinh thật sự là người khởi xướng dự án không? Sao lại như thế chứ? sau khi không tôi có thể bị khai trừ được chứ tôi đã bán nhà để đầu tư vào dự án này lê tiên sinh xin hãy cho tôi một cơ hội hãy để tôi tham gia vào dự án này đi lê tiên sinh tôi biết mình đã sai rồi xin hãy cho tôi một cơ hội các ông chủ lao tới cầu xin mấy người nhà họ lý đứng thẫn thờ như chết lặng chuyện chuyện gì đang xảy ra vậy chứ lý thắng nuốt nước bọt và nói bà nội người đó là ai vậy anh ta đang làm cái gì thế? sao lại nói tên vô dụng như phan lâm là cổ đông lớn nhất chứ? lý mẫn quay đầu nhìn lại, rùn giày hỏi lão thái thái. lúc này lão thái thái hoàn toàn không tin vào mắt mình nữa. mặc dù chưa tham gia dự án này, nhưng bà ta đã nghe rất rõ từng câu từng chữ của lê tấn an. còn không hiểu sao? người này là người khởi xướng toàn bộ dự án. bây giờ anh ta đã khai trừ tất cả mọi người, kể cả hàn thiếu gia, chỉ vì phan lâm đã trở thành cổ đông lớn nhất và cũng là cổ đông duy nhất của dự án này. Lý Siêu liếc nhìn Phan Lâm. Cả nhà họ Lý đều sững sờ. Lý Mẫn suýt nữa thì ngã xuống đất vì không đứng vững. Lý Cường và Lý Ngọc Quang cũng ngần người. Không thể nào, không thể nào. Hứa hữu tuệ ở phía sau gần như là phát điên. Nó là đồ phế vật vô dụng. Khắp người nó không có nổi 50.000. Làm sao mà đột nhiên trở thành cổ đông lớn nhất chứ? Nó nhất định là đang lừa chúng ta. Nó là tên lừa đảo. Hứa hữu tuệ hét lên. Nhiều người cau mày. Nhưng lời nói của hứa hữu tuệ cũng là điều mà mọi người đang nghĩ. Tất cả những người này thật sự là rất khó tin. Nhưng Lê Tấn An đang ở đây. Giấy trắng mực đen rõ ràng. Còn có gì để hoài nghi chứ? Hàn thiếu gia thật xin lỗi. Sau này chúng ta sẽ hợp tác. Thấy Hàn Trung không ký, Lê Tấn An cũng không ép buộc, trực tiếp nhận lại hợp đồng. Được rồi, được rồi, lê tấn an anh đã làm rất tốt rất có bản lĩnh hàn chung tôi phục rồi hàn thiếu gia tức giận mặt đỏ bừng trong mắt lóe lên luồng sát khí chỉ là một dự án nhỏ bé hàn gia chúng tôi không đầu tư cũng chẳng sao chẳng lẽ không tham gia dự án này của các người nhà họ hàn sẽ chết đói sao bề thế của bốn gia tộc lớn giang thành không hề yếu như tưởng tượng bây giờ hai người rời khỏi đây ngay lập tức hàn trung chỉ tay vào cửa quát lớn với lê tấn an và phan lâm lập tức cút ngay cút khỏi bữa tiệc của tôi dòng điệu này thật sự chẳng kiêng rè gì cả nhưng lê tấn an không hề hành động phan lâm tiếp tục tao nhã ngồi ăn lý ái vân còn đang kinh ngạc nghe hàn thiếu gia nói xong cô đột nhiên có phản ứng phan lâm đi mau chúng ta về thôi đầu óc của lý ái vân rối tung lên cô không thể tiếp nhận thông tin kịch liệt đó Cô chỉ muốn quay về ngủ một giấc thật ngon, muốn biết có phải mình đang mơ không. Nhưng Phan Lâm không đứng dậy. Em ngồi đi. Phan Lâm bỏ dao nĩa xuống, cười nói. Lý Ái Vân run rẩy nhìn anh. Không biết vì sao cô nhận ra Phan Lâm hoàn toàn khác với bộ dạng lười biếng như ở nhà trước đây. Mặc dù Phan Lâm đang mặc một bộ đồ cực kỳ rẻ tiền, bắn đầy trên đường phố, cả người chưa tới 500 ngàn. Nhưng mỗi một cử động, Mỗi một ánh mắt hay hơi thở của anh ta đều có một vẻ cao quý không thể lý giải. Cô ngượng ngùng ngồi đối diện với Phan Lâm. Phan Lâm rót cho cô một ly rượu vang đỏ. Phan Lâm cười nhạt. Cơ thể của Lý Ái Vân khẽ run lên, vô thức nâng ly nhưng không nói ra được. Độ cồn trong rượu đỏ không cao, nhưng Lý Ái Vân lại không biết uống. Dù chỉ là một ngụm nhỏ, nhưng hai má của cô đã ửng hồng, đẹp đến mê người. Hàn thiếu gia tức giận, trực tiếp lao tới, lật bàn trước mặt Phan Lâm. Chiếc bàn đập xuống đất, thức ăn và rượu rơi vãi khắp sàn. Lý Ái Vân đột nhiên sợ hãi, đứng dậy khỏi ghế. Phan Lâm vẫn bình tĩnh. Anh không nghe tôi nói cái gì sao? Hàn thiếu gia hung hăng chừng mắt nhìn Phan Lâm, sau đó xua tay. Nếu còn không cút, thế thì để tôi giúp các người. Hai vệ sĩ lao lên. Hàn Trung, cậu đừng có làm bậy. Lê Tấn An hét lên. Đây là địa bàn của tôi Tôi muốn làm gì thì làm Có vấn đề sao Hàn Trung cười toe toét Tuy rằng thế lực của nhà họ Lê mạnh hơn nhiều so với nhà họ Hàn Nhưng vì đã bị nhà họ Hàn làm cho bẽ mặt rồi Nên Hàn Trung cũng không cần phải nề mặt Lê Tấn An nữa Lê Tấn An khó chịu Đang định nói Nhưng lại nghe thấy ngoài cửa truyền đến một giọng nói Hàn thiếu ra Lời này của cậu có vẻ hơi quá rồi đó Tuy rằng cậu đã bao tầng lầu này để làm sảnh tiệc, nhưng khách sạn này vốn không phải là của cậu muốn đuổi người đi sao cậu không có cái quyền đó lời vừa dứt mọi người vội vàng nhìn về phía cửa nhìn thấy một nhóm người khác đến gần người đứng đầu hiển nhiên là huỳnh gia đông của nhà họ huỳnh sắc mặt của hàn trung đột nhiên thay đổi lão thái thái và những người khác cũng thất kinh hồn vía vô cùng bàng hoàng nhìn thấy huỳnh gia đông dẫn theo một vài người nhà họ huỳnh đến trước mặt của phan lâm kính cần cúi đầu lâm tiên sinh làm cậu hoàng sợ rồi ừ phan lâm cầm khăn ăn lên lau miệng khách sạn này của nhà họ huỳnh cũng có phần đấy hai cổ đông lớn của khách sạn là huỳnh gia chúng tôi và nhà họ lưu vậy thì ông cũng là chủ tôi hỏi ông hàn trung đã bỏ bao nhiêu tiền để bao tầng lầu này một tỷ huỳnh gia đông nói thế thì tôi trả hai tỷ ở đây là của tôi phan lâm nói một cách chậm rãi được Huỳnh Gia Đông gật đầu rồi nháy mắt với người quản lý bên cạnh. Người quản lý hiểu ý lập tức bước tới. Hàn thiếu gia, thật xin lỗi, sành tiệc ở tầng cao nhất của chúng tôi đã có khách đặt rồi. Nếu như anh muốn tiếp tục yến tiệc, vậy tôi đổi sành tiệc khác cho anh có được không? Nghe thấy lời này, Hàn Trung mặt không còn chút máu. Mọi người cũng đều dững sờ. Người này thật sự là con rể vô dụng của nhà họ Lý sao? Tuyệt, thật là tuyệt nhiều người há hốc miệng trong lòng chấn độc phan lâm này là ai chứ tại sao huỳnh gia đông lại vì anh mà đắc tội với nhà họ hàn nên biết ở cấp độ của huỳnh gia đông tiền bạc chỉ là một con số nhỏ đối với ông ta huỳnh gia đông là người gốc nam thành nhưng công việc kinh doanh của anh ấy truyền đến cả giang thành điều này đủ để chứng minh ông ta là một thương nhân thành công như thế nào doanh nhân thành đạt rất chú trọng vào giao tiếp chính vì vậy mà Huỳnh Gia Đông không thể vì tiền mà trở mặt với nhà họ Hàn. Dù sao thì nhà họ Hàn cũng là một trong tứ đại gia tộc ở Giang Thành. Quan hệ giữa nhà họ Huỳnh và nhà họ Hàn cũng rất tốt. Nhưng bây giờ... Huỳnh Gia Đông lại vì một phan lâm mà kêu Hàn Trung đổi sành sao? Chẳng khác nào đánh vào mặt của Hàn Trung. Hàn Trung nghiến răng ngọn lửa nổi giận trong đôi mắt kia gần như là phun trào ra ngoài. Huỳnh Gia Đông muốn làm cái gì đây? những người khách xung quanh im lặng không dám nói ngay cả người nhà họ lý cũng ngậm miệng vào lúc này hàn thiếu ra người quản lý lại kêu lên nhưng sau đó hàn trung tát một cái người quản lý bị kích động và ngã xuống đất vẻ mặt đầy uất ức chú huỳnh thật sự muốn làm mọi chuyện thành thế này sao quan hệ giữa nhà họ hàn và nhà họ huỳnh thật sự không bì được với cái tên rác rưởi kia sao hàn trung nghiến răng gầm gừ hàn trung có những chuyện đừng hỏi quá kỹ. Cậu chỉ cần nhớ rằng chú Huỳnh sẽ không làm hại cậu. Huỳnh Gia Đông nói, giúp cái tên rác rười tát vào mặt tôi như vậy, còn nói sẽ không hại tôi sao? Đừng quên, Huỳnh Lão Gia là nhờ Hàn Trung tôi cứu sống. Nếu không có Hàn Trung này, Huỳnh Lão Gia đã chết từ lâu rồi. Ông đừng có cho rằng Phan Lâm quen biết ông Tề thì giúp nó đối phó với tôi sao? Huỳnh Gia Đông, đừng tưởng rằng họ Hàn tôi sợ ông. Đây là Giang Thành, không phải là Nam Thành của ông. Hàn Trung gào thét điên cuồng. Anh ta là một trong tứ đại thiếu gia của Giang Thành. Có bao giờ anh ta phải chịu sự sỉ nhục như vậy chứ? Cho dù người trước mặt là trường bối của anh ta, anh ta cũng không quan tâm. Với tiếng gào thét cuồng loạn này, cả sành tiệc lại chìm vào im lặng. Huỳnh Gia Đông sắc mặt không cảm xúc. Ông ta là người đã quá quen với phong ba bão táp, vốn dĩ không quan tâm đến những lời nói đe dọa này. Hàn Trung, tôi đã nói có một số chuyện không tiện nói thẳng chuyện của lão gia tôi rất biết ơn nhà họ hàn nếu không phải vì chuyện này tôi đã không đặc biệt từ nam thành qua đây huỳnh gia đông thấp giọng nói đặc biệt từ nam thành qua đây sao cậu hãy nhớ tôi không phải là đang giúp cậu ta mà là đang giúp cậu đó huỳnh gia đông nói đầy ẩn ý hàn trung nén hơi thở giúp tôi sao là ý gì vậy chẳng lẽ nói phan lâm này không đơn giản sao nhưng bây giờ có rất nhiều người ở đây đang xem nếu như thỏa hiệp chẳng khác nào trở thành trò cười sao thiếu xa hay là chúng ta rút lui đi một người nhà họ huỳnh nghiêng mình sang nói rút lui sao <laughs> cứ như vậy mà rút lui đi mặt mũi của nhà họ hàn chúng ta để ở đâu đây hàn trung tức giận nói nhưng không đi thì còn có thể làm được gì nữa khách sạn này dù sao cũng là của nhà họ huỳnh nhà họ huỳnh có cổ phần nhưng đừng quên đây là giang thành nhà họ huỳnh làm ăn ở đây thì phải xem mặt mũi của ai chứ hàn trung nhìn chằm chằm vào phan lâm ánh mắt kinh ngạc nghe này tao muốn chúng mày xông tới đó và ngắt hết tay chân của cái tên rác rưởi đó cho tao nhớ dù anh ngăn cản cũng đừng có lo đánh mạnh lên cho tao hàn trung tao có thể đi nhưng tao nhất định sẽ khiến tên khốn đó phải lết ra ngoài thiếu ra làm như thế không phải sẽ đắc tội với huỳnh lão ra sao cũng khó mà giải thích với người nhà họ Lê. Quản nhiều như vậy làm cái gì? Hàn Trung hung hăng trừng mắt nhìn người đó. Đây là Giang Thành, cả nhà họ Huỳnh và nhà họ Lê đều là người ngoài. Phép vua thua lệ làng. Bọn họ là cái thá gì chứ? Đánh cho tao, hậu quả thế nào để tao cánh vác? Hàn Trung nói vậy, đám vệ sĩ cũng không còn nhiều lời nữa. Huỳnh Gia Đông cảm thấy có gì đó không ổn, bí mật xua tay những người phía sau nhanh chóng đứng cản lại trước mặt của phan lâm nhưng người của ông ta khác với hàn trung của hàn trung là vệ sĩ chuyên nghiệp phan lâm hay là cậu dẫn vợ đi trước đi lê tấn an trầm giọng nói không cần kỳ thực tôi đang trông mong hàn trung làm được chuyện này nếu như đã thế thì tôi cũng không cần phải nương tay phan lâm mỉm cười lê tấn an nghe thấy điều này trong lòng rất là bối rối Phan Lâm trông rất văn nhã và gầy yếu, sao có thể đối phó với đám côn đồ xung quanh Hàn Trung đây? Tình hình ngoài tầm kiểm soát, Hàn Trung đã dẫn người đến. Hàn Trung, cậu đang làm cái gì vậy? Huỳnh Gia Đông hét lên. Chú Huỳnh, chuyện này không liên quan gì đến chú. Hàn Trung lạnh lùng nói, đánh cho tôi. Vừa dứt giọng, đám vệ sĩ vội vàng chạy tới. Các vị khách hoảng loạn bắt đầu la hét, khung cảnh ngay lập tức trở nên lộn xộn. Dừng lại, Huỳnh Gia Đông tức giận quát lên, dẫn người đến ngăn lại. Lê Tấn An cũng giúp đỡ chặn đám vệ sĩ, nhưng bọn họ không ngăn cản được, vẫn để một người tới gần Phan Lâm. Người đó không hề khách sáo, trực tiếp dùng quả đấm to đấm vào mặt Phan Lâm. Phan Lâm, cẩn thận! Lý Ái Vân thất kinh hồn vía, thất thần chạy đến trước mặt Phan Lâm. Phan Lâm sừng sốt, nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng. Vùng tay lên, giống như một con rắn độc nhào tới, đánh vào nắm đấm của vệ sĩ trong phút chốc nắm đấm đột nhiên mềm nhũn ra vệ sĩ cũng ngã thẳng xuống đất sụi lơ như mất sức sao cơ những người xung quanh hoang mang chuyện này diễn ra như thế nào nguyên vũ anh làm cái gì thế mau phế cái tên khốn đó cho tôi hàn trung tức giận gọi cảnh sát lê tấn an hét lớn với một vị khách người khách bất ngờ không biết phải làm sao bà nội chúng ta phải làm sao bây giờ cả nhà họ lý cũng hoang sợ không có chuyện gì để cho Hàn Trung xử lý. Lão Thái Thái bình tĩnh nói, khi cần thiết, chúng ta sẽ hỗ trợ cho Hàn Thiếu Gia. Nhưng đó là nhà họ Huỳnh, chúng ta cũng không đủ khả năng. Lý Thắng cao mày. Vậy thì sao chứ? Huỳnh Gia tuy lợi hại, nhưng đây không phải là Nam Thành. Nếu chúng ta cứ bám vững cây đại thụ như nhà họ Hàn, còn sợ Huỳnh Gia sao? Lão Thái Thái ẩm ừ, mấy người Lý Thắng gật đầu. Tại thời điểm này, Hàn Thiếu Gia, Người chuẩn bị hạ màn lại lui lại, lấy điện thoại di động ra xem, hoàng hốt vội nhấc máy. Ba, con đang ở đâu vậy? Hàn Long, chủ tịch tập đoàn Hàn Thị nói qua điện thoại. Khách sạn Giang Hoa, sao vậy? Phản lầm đó có phải cũng ở đó không? Hàn Long hỏi, giọng có chút gần thiết. Đúng vậy. Hàn Trung ngây người nói. Con không làm khó cậu ta đó chứ? Hàn Long lại hỏi. Lời vừa dứt, Hàn Trung như bị xét đánh. Hàn Long là ai chứ? thấy hàn trung không nói chuyện ông ta lập tức nhận ra điều gì đó thằng oắt khốn kiếp có phải mày đã làm gì người ta rồi không cái này tao không quan tâm mày đã làm cái gì bây giờ dừng lại ngay lập tức sau đó xin lỗi lâm tiên sinh có nghe không hàn long hét lên từ trong điện thoại cha ai không biết con rể của nhà họ lý là kẻ vô dụng chúng ta sợ hắn cái gì chứ đừng có nói nhảm nữa nghe này cho dù có quỳ trước mặt lâm tiên sinh nhất định cũng phải cầu xin cậu ta tha thứ hiểu không cha tao tới ngay đây ở đó chờ tao hàn long giống lên hàn trung nghe vậy liền lo lắng vội vàng nói cha cha đừng đến đừng đến thật ra con đã rời khỏi khách sạn rồi còn không làm gì phan lâm cả có thật không không phải sao dẫu sao chú huỳnh cũng đến chú ấy đuổi con ra ngoài rồi không lừa tao đó chứ sao có thể được chứ thật sao vậy thì tao phải cảm ơn huỳnh lão gia nhiều hàn long cảm thấy rất nhẹ nhõm nhưng hàn trung lại vô cùng hoảng sợ đến gặp tao ngay nhanh lên hàn long hét lên cúp điện thoại hàn trung ngơ ngác nhìn điện thoại di động sắc mặt trở nên vô cùng khó coi cuối cùng anh cũng biết phan lâm này không đơn giản như anh nghĩ nhưng muốn xin lỗi phan lâm trước mặt nhiều người như vậy sao điều này tuyệt đối không thể còn khó chấp nhận hơn là bảo anh ta trực tiếp cút khỏi đây. hơn nữa nước đã đổ rồi không thể vớt lại. lẽ nào bây giờ lại bảo dừng lại sao? bất kể thế nào làm thì làm cho chót, phế cái tên phan lâm này trước đã. hàn trung nghiến răng lao về phía phan lâm, nhưng ngay khi vừa di chuyển anh ta lập tức nhận thấy có điều gì đó không ổn. đám côn đồ không biết có chuyện gì tất cả đều ngã xuống đất, thân thể co quắp. Hào tồn khí lực, chỉ còn lại có ba người chiến đấu với Lê Tấn An và Huỳnh Gia Đông. Lê Tấn An trẻ khỏe, cộng với kỹ năng chiến đấu tốt, một vài đường là làm nốc ao những tên vệ sĩ đó. Những người còn lại bị nhân viên bảo vệ lôi đi. Sau ngần ấy thời gian, những vệ sĩ chuyên nghiệp của Hàn Trung đã bị giải quyết nhanh gọn. Hàn Trung đứng đó một mình, thất thần, tay chân luống cuống. Sao có thể như thế chứ? Phan Lâm buông Lý Ái Vân vẫn còn đang hoàng sợ ra lúc này người của huỳnh gia đông đi tới nói nhỏ vào tay anh ta vài câu lâm tiên sinh có người gọi cảnh sát hay là cậu tránh một lát đi để chúng tôi xử lý vậy sao thế thì tôi đi trước đây chuyện của hàn trung sau này sẽ nói phan lâm suy nghĩ một hồi rồi nói lâm tiên sinh hàn trung chỉ là hơi cố chấp không thể tha cho bọn họ một lần sao huỳnh gia đông khổ sở nói vốn dĩ tôi không có bảo các người ra tay huỳnh gia đông anh có thể đứng ở đây đã là giữ thể diện cho anh lắm rồi. Đừng xen vào việc của tôi. Phan Lâm bình tĩnh nói, sau đó nắm tay Lý Ái Vân trực tiếp đi ra bên ngoài. Huỳnh Gia Đông do dự muốn nói gì đó, nhưng khi Phan Lâm đưa Lý Ái Vân ra khỏi giành tiệc, ông ta chỉ đành thờ dài. Chú Huỳnh, Hàn Trung không khỏi hét lên. Cậu đã gọi cho bố chưa? Huỳnh Gia Đông hỏi. Cha vừa gọi cho tôi. Vậy sao? Đi gặp ba của cậu đi bảo ba của cậu nhanh chóng kéo hết quan hệ. Nếu không, e rằng sau này sẽ không còn hàn ra ở Giang Thành nữa. Huỳnh Gia Đông thở dài, vỗ vai Hàn Trung rồi đi ra bên ngoài. Hàn Trung mở to mắt và hóa đá tại chỗ. Một lúc lâu sau thì vội vàng chạy đi. Sau khi cảnh sát đến, họ bắt các vệ sĩ đang gây rối đi. Lê Tấn An cũng không ở lại lâu. Về phần nhà họ Lý, bữa tiệc linh đình này có thể nói là trắng tay nhưng bọn họ đối đãi với phan lâm vốn đã nghi hoặc cũng giống như mấy người khách ở đây mọi người đều đoán ra thân phận của phan lâm cổ đông duy nhất lê huỳnh hai nhà trống lưng ngay cả huỳnh gia đông cũng không ngại làm mất lòng nhà họ hàn người này là ai chưa anh ta không phải là con rể sao không phải là phế vật sao từ khi nào mà anh ta lại có sức mạnh ghê gớm đến thế không ai có thể đoán được lão thái thái phan lâm này thật sự là con rể của bà sao đúng lúc này một người đàn ông mặt mũi béo ục ịch đi tới cẩn thận hỏi giám đốc tô hai mắt của lý thắng sáng bừng lão thái thái do dự gật đầu đúng thật sao lão thái thái nhà họ lý nhà bà có phúc thật đấy người con rể này không đơn giản đâu giám đốc tô mỉm cười vội vàng lấy danh thiếp từ trong tay đưa ra cho lão thái thái lão thái thái hơi giật mình vội vàng đưa tay ra đón lấy lão thái thái tôi nghe nói các quầy bán xi măng của gia đình bà vẫn chưa được giải quyết khi nào có thời gian chúng ta cùng nhau nói chuyện có lẽ chúng ta có thể thiết lập mối quan hệ hợp tác lâu dài đó được được lão thái thái mừng rỡ gật đầu lia lịa các ông chủ và quản lý khác nhìn thấy thế vội vàng bước tới chào danh thiếp lão thái thái đây là danh thiếp của tôi tôi cảm thấy tập đoàn thịnh hoa rất có tiềm năng hôm nào rảnh rỗi chúng ta hãy ngồi lại cùng nhau bàn bạc lý thắng tiên sinh anh còn nhớ tôi không lần trước anh có đến công ty tìm tôi tôi nghĩ kế hoạch lần trước anh đề cập rất tốt chiều mai anh đến công ty chúng ta bàn bạc lại nhé lão thái thái đây là danh thiếp của tôi lý tiên sinh xin chào xin chào đột nhiên nhà họ lý bị vây quanh bởi một đám đông khách mời hoặc là trao danh thiếp hoặc là kết giao tình lão thái thái nở nụ cười tươi sói lý thắng cũng vui mừng trở lại bây giờ người nhà họ lý bận bịu đến nỗi không thể thoát ra được bác à đây là lý cầm sững sờ nhìn cảnh này có chút ngần ngơ bọn họ muốn thông qua nhà họ lý chúng ta để đầu tư dự án quận thanh sơn lý siêu thờ dài vẻ mặt của lý cầm mất tự nhiên nếu quan hệ giữa nhà chúng ta và phan lâm không tệ thì lần này nhà họ lý chúng ta có thể vươn lên nhưng mà chúng ta đã đuổi phan lâm đi rồi Lý Siêu khàn khàn lắc đầu nói, dường như nhà họ Lý chúng ta đã bỏ lỡ một cơ hội để thăng tiến. Và cơ hội này dường như chỉ có một lần. Thế thì phải làm sao đây? Tôi không biết, nhưng thấy bà nội như vậy chắc chắn sẽ không bỏ qua. Là ý gì chứ? Bà của cậu sẽ không bao giờ từ bỏ miếng mồi ngon này đâu. Trước đây bà ấy muốn Phan Lâm ly hôn với Ái Vân, nhưng bây giờ phan lâm đã trở thành cổ đông duy nhất của dự án quận thanh sơn bà ấy nhất định sẽ không để cho hai người ly hôn nữa thậm chí còn muốn phan lâm làm việc giúp cô sao có thể chứ trừ phi phan lâm bị ngốc lần này e rằng ái vân sẽ không nghe lời của bà nội nữa lý cầm không nhìn được nói cô không phải là đồ ngốc ai cũng có thể nhận ra hôm nay nhà họ lý đã làm mọi chuyện trở nên tồi tệ quả thực Hành vi của bà con hôm nay đã hoàn toàn làm tổn thương trái tim của Ái Vân. Phản lầm sẽ không thèm để ý đến lão thái thái. Nhưng điều này không có nghĩa là lão phu nhân rút lui. Bà ta còn có một con át chủ bài. Át chủ bài là gì cơ? Chú tư của con. Ra khỏi thang máy lầu một, Lý Ái Vân vẫn còn đang trong trạng thái hoảng loạn. Cô ngây người nhìn người đàn ông đang nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô trước mặt. Ánh mắt đầy xa lạ. Muốn hỏi gì thì hỏi đi Phan Lâm dường như nhìn ra tâm tư của Lý Ái Vân Lý Ái Vân rùn rùn môi dưới hỏi Làm sao anh biết Lê Tấn An Tôi đã chữa khỏi bệnh cho em gái của anh ấy Đọc một số cuốn sách y học Thực sự có thể chữa khỏi bệnh cho người khác sao Tin hay không thì tùy em Trịnh Tú Lan cũng biết chuyện này Lý Ái Vân đầu có hơi nóng Huỳnh Gia Đông tới Là vì chuyện của Huỳnh Lão ra Ừ Phan Lâm gật đầu nhưng thực tế không phải là như vậy huỳnh gia đông đến đây là để cầu hòa anh đến để cứu hàn trung chứ không phải là để giúp phan lâm bởi vì huỳnh gia đông biết rằng phan lâm không cần giúp đỡ và hàn trung đã giúp đỡ nhà họ huỳnh nên đã đến để trả ơn ông ta biết sau lưng của phan lâm có một nhân vật lớn đáng sợ như thế nào thế làm sao anh lại trở thành cổ đông cho dự án quận thanh sơn chứ anh có biết đây là dự án bao nhiêu tỷ không sao anh có thể có nhiều tiền như vậy chứ đây là điều không thể chấp nhận được đối với Lý Ái Vân. Cô làm tài chính của tập đoàn Thịnh Hoa cũng rất hiểu về dự án này. Rất đơn giản, Lê Tấn An đã giúp tôi. Phan Lâm thản nhiên nói, nhà họ Lê lợi hại như vậy sao? Lý Ái Vân đầu óc rối bời, bước đi có chút thất thần. Phan Lâm không giải thích thêm. Khi cả hai bước đến cửa, anh ta liếc nhìn chiếc 918 của mình. Lúc này rất nhiều khách ra vào khách sạn, đang dùng điện thoại để chụp ảnh chiếc xe của anh. Suy nghĩ một hồi, Phan Lâm quyết định đi chậm lại. Với cái đầu nhỏ của Lý Ái Vân, e rằng cô ấy không thể tiếp nhận nhiều cú sốc lớn như vậy. Hơn nữa, anh cũng đã uống rượu nên không lái xe. Hai người đón taxi về nhà. Lý Ái Vân vẫn đợi một lát rồi chạy đi tắm. Cô ấy bình tĩnh. Phan Lâm ngồi trên ghế sofa, chán nản tiếp tục xem tin tức. Lúc này chuông điện thoại vang lên. Phan Lâm cầm lấy, đặt lên bên tai. Sao rồi? Lâm tiên sinh cầu hài lòng chứ một giọng nói ngọt ngào vang lên trong điện thoại cảm ơn phan lâm kẽ đáp không cần khách sáo nếu không có anh tôi và ông nội đã sớm mất mạng rồi hóa ra ở đầu dây bên kia chính là cô gái hà anna mà phan lâm đã cứu khi trở về yến kinh thăm mộ mẹ tất cả những điều này đều là sự giúp đỡ bí mật của hà anna mục đích là để đền đáp ân tình của phan lâm Hà Anna đến từ Hà Gia ở Yến Kinh, là một thế gia bám trụ được ở Yến Kinh mà không một dòng họ nào ở Giang Thành có thể bị được. Nhà họ Hà muốn ra tay, nhà họ Lê đương nhiên sẽ hợp tác. Huỳnh Gia Đông cũng vội vàng chạy đến ngay khi nhận được tin. Ông ta ở đây không phải là để ngăn Phan Lâm mà là để cứu Hàn Trung. Đáng tiếc, Hàn Trung vẫn cứng đầu. Ra tay động thủ với Phan Lâm. Không phải Hàn Trung đang trả thù Phan Lâm mà là hắn đánh thẳng vào mặt nhà họ Hà. Cho nên cho dù Phan Lâm không còn quản nhà họ Hàn, nhà họ Hà cũng sẽ không buông tha cho Hàn Trung. Huỳnh Gia Đông biết điều này, nhưng ông ấy không thể ngăn cản. Đối với việc đầu tư vào dự án quận Thanh Sơn, nhà họ Hà toàn quyền phụ trách, số vốn khổng lồ như vậy cũng khá khó khăn đối với nhà họ Hà. Nhưng vì là thế gia ở Yến Kinh, bọn họ đương nhiên sẽ có suy tính kỹ cũng sẵn lòng dùng cách này để báo đáp phan lâm tuy nhiên đầu tư không do phan lâm trả nhưng nhà họ hà đã quyết định chia một phần trăm cổ phần cho phan lâm đừng nghĩ chỉ là một phần trăm đối với người bình thường thì đây là một con số khủng khiếp tóm lại lần này rất cảm ơn cô phan lâm nói anh lâm khách sáo quá rồi sức khỏe của ông nội tôi vẫn chưa hồi phục có lẽ sau này còn làm tiền đến anh nữa hà anna mỉm cười nhưng cô ấy rất lo lắng sau khi nói xong những thần y như phan lâm bình thường sẽ không ra tay cứu được người nhưng bệnh tình của ông nội vẫn chưa được chữa khỏi vì vậy cô vẫn hy vọng phan lâm có thể giúp đỡ cho nên mới thăm hỏi một câu cô sợ phan lâm sẽ tức giận nên nói rất khéo léo chờ phan lâm trả lời phan lâm im lặng hơi thở của hà anna trở nên gấp gáp cô hối hận vì mình đã nói quá đường đột nhưng vào lúc này phan lâm đột nhiên lên tiếng được rồi sau này có vấn đề gì thì cứ gọi cho tôi nói xong liền cúp điện thoại hà anna khẽ run lên sau đó mặt đỏ bừng hưng phấn tốt quá tốt quá rồi anh đang gọi cho ai thế Lý ái vân bước ra khỏi phòng tám nói phan lâm không khỏi liếc nhìn hai lần anh đang nhìn cái gì thế không có gì đêm nay tôi ngủ ở đâu phòng khách sao anh muốn ngủ trong phòng sao không được sao anh đã hứa với tôi, chỉ cần tôi không muốn, anh sẽ không chạm vào tôi. Miệng lưỡi đàn ông chỉ là thứ gạt người. Anh Lý Ái Vân hai má đỏ bừng, đang muốn nói gì đó, lúc này điện thoại trên bàn lại rung lên. Vừa bước tới nghe máy, vẻ mặt của Lý Ái Vân liền trở nên khó coi. Sau khi cô ấy nói chuyện xong, ai thế? Ba mẹ họ đang trên chuyến tàu trở về. Về thì về thôi, có gì đâu chứ? Phan Lâm nói, nhưng Mẹ rất tức giận. Lý Ái Vân do dự nói nhỏ, "Bà nội hình như gọi điện thoại bảo mẹ đưa chúng ta về nhà cũ tìm bà nội." "Sao chứ?" Phan Lâm cau mày, "Lão thái thái vẫn chưa chịu từ bỏ sao?" Lý Giang và Hứa Ngọc Thanh đến nơi lúc 6 giờ sáng, Lý Ái Vân sáng sớm đã chạy tới nhà ga đón họ, về phần Phan Lâm anh còn đang ngủ say trên sofa. Khi hứa Ngọc Thanh vội vã về nhà, bà ta gần như đang trong tình trạng muốn bùng nổ. Phan Lâm! Hứa Ngọc Thanh hét lên. Phan Lâm sừng sốt, từ trên sofa nhảy dựng lên, rụi rụi mắt. Sau đó thì nhìn người tới. Mẹ! Mẹ về rồi sao? Còn gọi tôi là mẹ sao? Hứa Ngọc Thanh tức giận nói. Cậu có chuyện gì sao? Để ái vân đón tôi. Còn mình thì đang ngủ ở đây. Cậu nhàn hạ quá nhỉ? Cậu thật sự cho rằng mình là ông già nhà chúng tôi sao? Mẹ đừng có trách anh ấy, tối hôm qua về có hơi muộn. Lý Ái Vân vội vàng giải thích. Cô cũng từng trách mắng Phan Lâm, nhưng cô không thể chịu đựng được khi người khác mắng anh. Còn đấy, quá hiền lành, cũng như ta, cho nên mới gả cho một tên vô dụng. Phụ nữ chúng ta đúng là mạng khổ mà. Mẹ gả cho một người chồng vô dụng như cha con, giờ con lại gả cho Phan Lâm, cũng y như ông ta. Đúng là ý trời. Hứa Ngọc Thanh thở dài, vừa nói vừa không kìm được nước mắt. Lý Ái Vân vội vàng an ủi, "Được rồi, bà xã, sáng sớm đừng có khóc. Chúng ta mau qua đó thôi, chờ lâu mẹ sẽ lo lắng đó." Một người đàn ông trung niên đeo kính đen bên cạnh bất chợt nói, "Đây là bố của Lý Ái Vân, Lý Giang. Ông ấy là người trung thực và không có mưu mô, hiện ông ấy đang làm việc trong một bộ phận nào đó, chỉ là một nhân viên bình thường." ban đầu ông ấy vốn làm việc trong tập đoàn thịnh hoa của nhà họ lý như lý thắng và lý siêu phụ trách công việc kinh doanh của gia đình nhưng vì tính cách trung thực và thân thiện nên ông ấy đã bị lý thắng và những người khác đá ra khỏi công ty chỉ là mỗi tháng chia cho ông ấy một ít lợi nhuận nếu không phải vì địa vị vững vàng của hứa ngọc thanh e rằng phần lợi nhuận đó chắc chắn ông ta cũng không có được cầm miệng ở đây có phần ông lên tiếng sao hứa ngọc thanh ở bên cạnh trừng mắt lý giang rụt cổ sợ hãi không dám nói lời nào ông là một người nổi tiếng nghe lời vợ nói đúng hơn là sợ vợ cả khu này ai cũng biết điều đó hứa ngọc thanh hừ lạnh một tiếng sau đó chỉ vào phan lâm nói phan lâm cậu nghe đây cậu và ai vân sớm muộn gì cũng sẽ ly hôn nếu như không phải ông già cứ cố chấp nhất định muốn cho hai người kết hôn cậu tưởng rằng cậu có thể bước vào nhà chúng tôi sao phan lâm tỏ vẻ bất lực e rằng hứa ngọc thanh cũng không biết đã nói lời này với anh bao nhiêu lần rồi phan lâm anh nhẫn nhịn chút chắc mẹ đã bị bà ngoại làm cho tức giận nữa rồi lý ái vân ngập ngừng nói nhỏ nổi giận sao nổi giận cái gì chứ người nhà con còn dám làm cho mẹ không vui sao trước giờ đều làm mẹ nể mặt bọn họ thế nhưng bọn họ lại dám khoa tay múa chân ở trước mặt của mẹ bọn họ muốn phàn rồi hứa ngọc thanh tức giận càng quát càng lớn Cô là người nổi tiếng sĩ diện, cả khu này ai cũng đều biết. Vâng vâng, Phan Lâm gượng cười gật đầu, Hứa Ngọc Thanh tiếp tục mắng nhiếc, tuy nhiên Phan Lâm không muốn nghe nữa nên đã đứng dậy đi đánh răng. Hành động này càng khiến cho những lời khiển trách của Hứa Ngọc Thanh trở nên gay gắt hơn, nhưng mà rồi từ từ bà ta cũng tự mình im lặng. Bà ta đã quen, Phan Lâm cũng đã quen. Mau đi tắm rửa, ăn xong thì đến chỗ của bà nội con." Lý Giang lúc này nói. Là bà nội kêu ba mẹ qua đây gọi con sao Phan Lâm hỏi Treo khăn mặt lên trên giá Bà nội đã ký mấy hợp đồng đêm qua Hôm nay có khách đến nhà tổ Bà ấy nói cậu phải tới đó Hứa Ngọc Thanh sắc mặt trầm xuống Lạnh lùng nói Lý Ai Vân đang nấu mì Tay cứng đơ Kinh ngạc nhìn hứa Ngọc Thanh Phan Lâm nhếch nhếch khóe miệng cười nói Nhà họ Lý phát đạt rồi sao Có nhiều chủ tịch và ông chủ tìm đến thế sao Lão Thái Thái nằm mơ cũng muốn nhà họ Lý chen chân vào hàng ngũ gia tộc hạng nhất Giang Thành. Bây giờ xem ra giấc mơ này sắp trở thành hiện thực rồi. Bớt lôi thôi đi, ăn màu rồi còn đi qua đó. Hứa Ngọc Thanh nói xong rồi chạy đi tắm. Cả hai vừa xuống tàu phải sửa soạn một chút. Lý Ái Vân bưng mì vừa nấu xong. Phan Lâm cũng không khách sáo, ngồi xuống bắt đầu ăn. Những người đó đến tìm bà nội hợp tác. Phần lớn là vì muốn thông qua bà nội để kết quan hệ với anh để bọn họ được can thiệp vào dự án ở quận thanh sơn sao lý ái vân nhìn phan lâm đang ăn mì bất ngờ nói ừ phan lâm mơ hồ trả lời ý anh thế nào không liên quan đến em cái gì cơ không liên quan đến tôi sao vậy thì phải làm sao bây giờ bà nội đã tiếp xúc với những người đó rồi sợ rằng hợp đồng cũng đã ký được mấy bàn rồi lý ái vân lộ vẻ lo lắng tôi đã nói rồi không liên quan gì đến tôi phan lâm nuốt mì vào miệng đặt bát đũa xuống rồi nói bà xã tôi phải đính chính lại với em cổ đông thực sự của quận thanh sơn không phải là tôi tôi không có nhiều tiền như vậy tối hôm qua lê tấn an chỉ là ra mặt giúp tôi mới nói tôi là cổ đông duy nhất thực sự tôi vốn không thể thầu dự án quận thanh sơn cho nên lão thái thái đã hiểu sai ý rồi khi lý ái vân nghe vậy sắc mặt tái nhợt đôi đũa cầm trên tay khẽ run cô muốn nói điều gì đó nhưng cô không biết phải nói như thế nào trong một số vấn đề phan lâm quả thực sẽ giúp lý ái vân dù bản thân có chịu ủy khuất cũng không thành vấn đề nhưng chuyện này anh không có nghĩa vụ cũng không cần thiết phan lâm liếc cô một cái nhẹ nói một lát nữa tôi sẽ không đến nhà họ lý em có thể đi cùng với ba mẹ qua đó tranh thủ cái miệng của lão thái thái vẫn còn chưa nói gì quá lố thì hãy đính chính lại với bà ta nếu không thì mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ hơn đợi đến khi sự việc vượt quá tầm kiểm soát thì nhà họ Lý coi như tiêu đời. Nói xong, Phan Lâm dọn dẹp bát đũa, sau đó ngồi trên sofa tiếp tục xem TV. Lý Ái Vân có hơi sừng sốt. Một lúc sau, giọng nói ồn ào của Hứa Ngọc Thanh lại vang lên. Khi biết Phan Lâm sẽ không về nhà cũ, cô ta càng chửi bới, giống như một à đàn bà chợ búa. May mắn thay, Lý Ái Vân đã kéo cô ta đi rồi. Cả ba lên xe hồi hộp quay về nhà tổ. Phan Lâm không đến, hứa Ngọc Thanh băn khoăn, không biết nên giải thích như thế nào với Lão Thái Thái. Lý Ái Vân thì nghĩ cách, ngăn cản Lão Thái Thái lại. Lý Giang thì không biết nói gì. Nhà họ Lý, cái gì? Thằng khốn Phan Lâm đó không tới sao? Lý Ngọc Quang mặc một bộ đồ Amani sắc mặt tối sầm lại, lạnh lùng nói. Bà nội mời nó qua, nó còn dám thể hiện sao? Muốn tạo phàn sao? Tối hôm qua, Lão Thái Thái đã ký liền một lúc bảy dự án, Lý Thắng tiếp quản 4 dự án. 4 dự án này lãi gần 3 tỷ. Để tự thường cho mình, Lý Ngọc Quang nửa đêm đi chọn cho mình một bộ Amani hơn chục triệu. Đúng vậy, đừng tưởng rằng cậu ta quen biết nhà họ Huỳnh và nhà họ Lê thì có thể được đằng chân lên đằng đầu. Dù sao thì cậu ta vẫn là con rể của nhà họ Lý chúng ta. Lý Mẫn kêu lên một tiếng, Lý Cầm ở bên cạnh cũng thốt lên. Lý Mẫn nói như vậy là không hay lắm, Phan Lâm người ta là cổ đông lớn nhất của dự án quận Thanh Sơn cổ đông lớn thì hay ho lắm sao cậu ta lớn hay là bà nội lớn đây lẽ nào bây giờ cậu ấy lên đời rồi thì không coi trường bối ra gì sao lý mẫn càng quát lớn lý cầm lặng thinh không nói hứa ngọc thanh sau đó mới biết được những gì đã xảy ra đêm qua nhất thời cảm thấy kinh ngạc lý thắng và lý diêu cũng không thấy đâu hình như là đã đi gặp mấy ông chủ ở đây chỉ còn có đám tiểu bối và lão thái thái cho nên ái vân thằng nhóc phan lâm không để tâm đến chúng ta nữa có phải không vẻ mặt của lão thái thái bực bội bà nội sự tình còn đang trong tầm kiểm soát lúc này vẫn còn khống chế được chúng ta hãy mau ngừng lại đi lý ái vân lo lắng nói nếu cứ tiếp tục phát triển e rằng sẽ không thể cứu vãn được nữa đây là cơ hội lớn để nhà họ lý chúng ta vươn lên sao có thể từ bỏ như thế được nhưng mà bà nội ái vân đừng nói nữa chuyện đã xong bà nội làm sao có thể ngừng tay được đây hơn nữa tính cách của tên phan lâm này bà nội cũng biết ba năm qua đức tính của nó như thế nào chẳng lẽ con không biết sao tính cách nhu nhược gần như không có nóng này ý chí cũng không kiên định tuy rằng không biết hắn làm sao trở thành cổ đông lớn nhất nhưng bà nội tin rằng khi nhà họ lý đến hồi nguy cấp nhất cậu ta nhất định sẽ thấy chết không cứu bà nội ý bà mạnh dạn mà làm không cần lo lắng phan lâm sẽ ra tay bà nội sẽ không nhìn lầm ta không tin con người này sẽ nhìn nhà họ lý chúng ta tiêu đời nó là con rể của nhà họ lý chúng ta nhà họ lý tiêu đời nó còn sống yên được không bà nội bà không thể làm như thế giọt nước mắt lo lắng của lý ái vân trào ra nhưng lão thái thái bị tai làm ngơ nhìn thái độ của bà ấy như muốn nuốt sống phan lâm lý ái vân khẩn thiết cầu xin thuyết phục nhưng cũng vô ích Ngọc Thanh, trở về làm công tác tư tưởng cho Phan Lâm đi. Tôi biết cậu ta vẫn còn yêu Ái Vân, nói với cậu ấy, nếu dám không làm theo ý của nhà họ Lý thì bảo cậu ấy ly hôn với Ái Vân ngay lập tức, đến lúc đó cậu ta nhất định mềm lòng. Dạ, mẹ. Về đi. Lão Thái Thái xua tay, chống gậy bỏ đi, Lý Ái Vân ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của bà ta, đứng thất thần ở một chỗ. Ăn sáng xong, Phan Lâm đi đến bệnh xá làm việc. Từ khi Tam Chi Đường chuyển đến trung tâm thành phố được một năm, bệnh nhân không nhiều. Hơn nữa, đa số là người già, người trẻ tuổi, có đau ốm gì thì cũng không thể khám trung y được. Nhưng sáng sớm thì vẫn nhộn nhịp. Khi Phan Lâm vội vã đến bệnh xá, Vương Nghiêm và Tú Lan đều đang ngồi để chuẩn bệnh. Khu vực chờ gần như là kín chỗ. Phan Lâm cầm chổi quét đại ở dưới đất, vốn không có bẩn lắm. Anh đến đây đơn giản, chỉ là để trải qua một ngày nhàn rỗi. Nhưng Tú Lan sẽ không để anh được như ý muốn. Phan Lâm, có phải anh biết trung y không? Hiểu một chút. Giờ tôi bận quá, anh qua kia giúp tôi bóc thuốc đi. Tú Lan vừa viết đơn thuốc vừa nói. Chưa đầy 10 giây, một đơn thuốc đã được viết xong. Sau khi đưa cho Phan Lâm, cô lại tiếp tục bắt mạch cho bệnh nhân. Phan Lâm, cũng giúp tôi bóc thuốc đi. Vừa nghiêm liếc nhìn Phan Lâm một cái rồi đưa anh đơn thuốc đã viết. Chữ viết của bác sĩ vốn đã nguệch ngoạc nhưng Vương Nghiêm lại cố tình làm cho nó càng rối mù hơn, e rằng ngoại trừ Vương Nghiêm ra thì không ai có thể hiểu được. Phan Lâm liếc nhìn sắc mặt bệnh nhân đằng kia, liền biết mình cần thuốc gì, lập tức bước tới tủ thuốc, khéo léo bốc lấy. Mặc dù Vương Nghiêm và Tú Lan đưa đơn thuốc cho anh ta gần như là đồng thời, nhưng anh bốc thuốc cực nhanh, không có chút hỗn loạn, động tác rất tự nhiên, khiến mọi người không khỏi kinh ngạc. Nhiều bệnh nhân bị thu hút bởi hành động của Phan Lâm cậu đang làm cái gì đây? đột nhiên vương nghiêm đang ngồi ở đó hét lên những người già trong bệnh xá đều sừng sốt tú lan cũng sững sờ nhìn sang vương nghiêm bên cạnh anh làm sao vậy vương nghiêm không trả lời ngược lại tức giận chạy tới tủ thuốc chỉ vào phan lâm quát cậu làm sao vậy cậu có biết như vậy là sẽ hại chết người không tôi làm gì chứ phan lâm mặt không biến sắc hỏi cậu còn hỏi là làm sao sao đồ ngốc cậu bốc thuốc mà không cân sao làm sao cậu biết mình bốc được bao nhiêu lạng chứ có biết lượng thuốc sẽ ảnh hưởng rất lớn đến bệnh nhân không? Liều lượng quá ít, bệnh nhân sẽ không khỏi bệnh. Còn dùng quá nhiều, thậm chí còn có thể nguy hiểm đến tính mạng của bệnh nhân. Cậu đang xem mạng người như cò rác sao? Đồ óc heo! Vương nghiêm lớn tiếng trách cứ. Khi lời vừa dứt, mấy người già trong phòng bắt đầu bàn tán. Phải, trước đây tôi hay thấy bác sĩ nghiêm và bác sĩ Tú Lan dùng cân để đo thuốc. Dù sao lượng thuốc bao nhiêu cũng khó mà bốc cho chuẩn được. Nhưng trước đây tôi từng nhìn thấy trịnh lão thần y bốc thuốc cũng không cần dùng cân. Muốn bao nhiêu thì tay bốc bấy nhiêu, không nhiều cũng không ít. Trịnh lão thần y đương nhiên là không giống. Y học cổ truyền là như vậy, phải có trình độ y thuật vững chắc. Người thanh niên này làm sao có thể so sánh với trịnh lão thần y chứ? Thanh niên này làm việc sơ suất quá. Cũng may là bác sĩ nghiêm đã khiên trách. Chúng ta mà lấy thuốc về uống, không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Tổn thất không đáng, Đúng vậy, bác sĩ Nghiêm, đúng là quá cẩn trọng. Xung quanh có những lời bàn tán xôn xao. Một số người ở trong số họ cho rằng Phan Lâm bất cần. Một số người thì khen ngợi Vương Nghiêm là người cẩn trọng và có trách nhiệm. Khóe miệng của Vương Nghiêm nhếch lên, trên lông mày thoáng qua một tia đắc ý. Sắc mặt của Tú Lan có chút lạnh lùng. Không cân là không đúng. Phan Lâm tưởng rằng cậu ta là ông nội sao? Tú Lan thầm nghĩ bụng, nhưng không có nói gì. Vương Nghiêm khiền trách như thế cũng đủ rồi. Tuy nhiên, Vương Nghiêm hiển nhiên không có ý định bỏ qua cho Phan Lâm như vậy. Tên khốn, lần trước tình cờ cứu được một bé gái thì hay ho lắm sao? May mà tôi phát hiện kịp thời, lỡ như xảy ra án mạng. Tôi xem cậu giải thích như thế nào. Cút đi, cút xa một chút, kèo làm mất thanh danh cả tam chi đường của chúng tôi. Vương Nghiêm hét lên. Không ít người dừng sốt, Tú Lan cũng sững sờ. Bác sĩ Nghiêm, chuyện này có hơi quá đáng không? Bác sĩ Trịnh, chúng ta là bác sĩ nên có trách nhiệm với bệnh nhân. Đối với bệnh nhân mà nói, đây không phải là chuyện nhỏ, chúng ta phải cẩn thận 100%, nếu như sai sót thì phải kịp thời sửa chữa, phải tỉnh, quyết không để bất cứ sơ ý như vậy. Đây là y đức của người bác sĩ, Vương Nghiêm ngay thẳng nói. Nói hay lắm, rất có lương tâm, bác sĩ Nghiêm đúng là một bác sĩ tốt. Bệnh nhân vô cùng cảm động và khen ngợi Vương Nghiêm. Vương Nghiêm trong lòng tràn đầy tự hào, nhưng vào lúc này Phan Lâm lên tiếng. Nếu anh nghĩ cho bệnh nhân như thế Thì tại sao anh lại thêm nhiều loại thuốc không cần thiết vào đơn thuốc của mình chứ Nụ cười của Vương nghiêm cứng đơ lại Còn nói nhảm cái gì vậy Thuốc không cần thiết gì Tôi không hiểu Vậy cho tôi hỏi Đơn thuốc dưỡng khí bổ huyết này Hoàng kỳ, xích thược, bán kỹ liên Hoàn toàn là những dược liệu dư thừa Nhưng anh lại kê cho lão thái thái này 15 gram Còn ông lão này nữa Anh kê 8 gram ý dĩ và nhân cát Tám gam này sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả của cả đơn thuốc và làm chậm quá trình hồi phục của ông cụ. Nếu không có hai loại thảo dược này thì tác dụng của cả đơn thuốc sẽ tốt hơn. Sao anh lại muốn thêm vào chứ? Phan Lâm cầm đơn thuốc hỏi. Phan Lâm vừa nói xong, cả bệnh xá lập tức xôn xao. Có chuyện này sao? Cậu ta nói bác sĩ nghiêm kê thuốc bậy bạ sao? Chắc là bác sĩ nghiêm không phải là loại người như vậy chứ. Tam chi đường lộn xộn cả lên. Vừa nghiêm như muốn phát điên tại chỗ. Phan Lâm, cậu, cậu cậu đúng là ăn nói bậy bạ cậu là bác sĩ hay tôi là bác sĩ ngay cả trường cậu còn chưa học còn có tư cách chỉ trích tôi sao cậu xem hiểu phương thuốc của tôi sao đúng là đồ vu khống đồ khốn nạn vương nghiêm vô thức tức giận nếu không phải có đám đông xung quanh anh đã cầm cái chén trên bàn mà ném lên đầu của phan lâm tuy nhiên phan lâm lại nói thêm một câu vương nghiêm anh không phải là loại người như vậy thế chuyện của lê tiểu uyên giải thích như thế nào đây Vương Nghiêm nghe vậy, sắc mặt đỏ lên như da lợn, chỉ vào Phan Lâm run rẩy nói không nên lời. Hay lắm. Tu Lan cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa, lên tiếng của mắng, hiện trường rơi vào im lặng, chỉ nghe thấy Tu Lan lạnh lùng nói: "Phan Lâm chỉ là tới đây để giúp đỡ, anh ta không phải là bác sĩ chuyên nghiệp, chuyện bốc thuốc vẫn còn chưa hiểu, nếu anh ta làm sai thì chỉ cần nhắc nhở anh ta, tại sao phải đuổi anh ta đi chứ? Ngoài ra, Phan Lâm Cậu cũng thế, chỉ cần làm tốt chuyện của cậu là được rồi. Chỉ bệnh thế nào, bác sĩ nghiêm đương nhiên càng hiểu rõ hơn cậu. Cái này có được coi là chia đều lỗi cho cả hai không? Nhưng trước mắt mà nói, chỉ có thể làm như thế. Bác sĩ nghiêm, anh tiếp tục ngồi chuẩn bệnh đi. Tôi đi cần lại số thuốc trong bào của Phan Lâm để mọi người yên tâm dùng. Tú Lan nói xong đứng dậy đi tới tủ thuốc. Khéo léo khui bào thuốc của Phan Lâm ra. Thấy Tú Lan nói như vậy, Vương Nghiêm không nói được gì. Các bệnh nhân lặng im không nói. Ngay sau đó, Tu Lan đưa những loại thuốc này lên bàn cân, cân từng loại một. Tuy nhiên, sau khi cân vài gói thuốc, sắc mặt của Tú Lan đột ngột thay đổi. Cô sững sờ nhìn vào cân rồi nhìn đơn thuốc trên tay. 15 gram thái tử sâm, 15 gram hoàng kỳ, 12 gram thục địa, không sai một ly. Tu Lan sừng sốt, cô liếc nhìn Phan Lâm, sau đó nhanh chóng mở gói thuốc ra cân từng cái. Sau đó cô im lặng. Cô không thể tin vào sự thật trước mắt mình. Nhưng thực tế là vậy. Lượng thuốc mà Phan Lâm bốc lên không sai một xíu nào, gần như là chính xác đến từng mg giống hệt những gì kê trong đơn thuốc. Không cần cân đo mà lấy chính xác dược liệu theo yêu cầu. Ông nội nói rằng ông cũng chỉ đạt đến trình độ này từ 10 năm trước, nhưng ông ấy là người đã dành cả quãng đời để học y. Bác sĩ Trịnh, có vấn đề gì sao? Phan Lâm không nhìn được mà hỏi khi thấy Tú Lan thỉnh thoảng lại nhìn anh. Không, không có vấn đề tu lan có chút bối rối nên đặt thuốc trong tay xuống anh tiếp tục phụ trách bốc thuốc đi được cái đó tu lan do dự một hồi thì thầm nói dùng cân giả bộ là được rồi được phan lâm cười như không cười tu lan nhìn chăm chăm anh ta một hồi rồi quay đầu sang tiếp tục trần bệnh vương nghiêm tỏ vẻ kinh ngạc sao cô không tiếp tục cân đi vẫn chưa điều chỉnh liều lượng mà anh ta bốc mà vương nghiêm dững sở hỏi không cần trình. Tại sao? Bởi vì anh ấy đã có thể bốc thuốc chuẩn đến mức không cần dùng cân. Tu Lan nói khẽ. Làm sao có thể chứ? Vương nghiêm trợn to hai mắt, không tin vào tai của mình. Nhưng vào lúc này, giọng nói uy nghiêm của Phan Lâm đột nhiên vang lên. Bác sĩ trịnh, cây đương quy này cho vào lúc nào vậy? Tu Lan sừng sốt một chút, sau đó nhìn sang nói. Ba ngày trước, có chuyện gì vậy? Kê cho bao nhiêu bệnh nhân rồi? Gần đây tôi không kê đơn thuốc này. Bác sĩ nghiêm có kê chưa? Tu Lan hỏi Vương Nghiêm bên cạnh. Dùng một ít, có chuyện gì sao? Vương Nghiêm thản nhiên đáp, ánh mắt lóe lên. Văn Lâm nhìn chằm chằm đương quy trong tay một lát mới quay đầu nói. Thuốc này là thuốc giả. Các bạn vừa nghe xong tập 5 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở rể qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh chuyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio toàn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh chuyện nhiều hơn, ủng hộ kênh chuyện nhiều hơn nữa. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.